phát huy truyền thống gần 50 năm làng nghề miến rong. Năm 2018, được sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương về vay vốn, các thủ tục hành chính, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Bình Lư tại xã Bình Lư đã mạnh dạn liên kết các hộ sản xuất sản phẩm miến rong. Hàng chục hộ dân làm nghề sản xuất miến quy tụ để sản xuất theo dây chuyền tiêu chuẩn Việt Gáp và phấn đấu xây dựng thành sản phẩm OCOP. Sau 5 năm triển khai, đến nay mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Bình Lư đã sản xuất được từ 250 đến 300 tấn miến rong và sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao. Nhờ có tư cách pháp nhân là hợp tác xã, sản phẩm miến rong Bình Lư được tham gia triển lãm, giới thiệu tại nhiều hội chợ trong nước và quốc tế, từng bước chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Hiện tại hợp tác xã có 10 thành viên, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng trên 40 lao động, với mức lương trung bình từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng, và 20 đến 30 lao động thời vụ vào mùa cao điểm 4 tháng cuối năm. Hợp tác xã cũng đã giúp các hộ thành viên vươn lên phát triển kinh tế và có thu nhập khá. Từ khi mà thấy thành lập được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao thì cái sản phẩm nó được nâng lên một tầm cao mới. Nhất là cái sản phẩm, cái chất lượng sản phẩm nó cũng tốt hơn và cái giá trị của sản phẩm nó cũng đạt được cái tiêu chuẩn tốt hơn. Thì cái quá trình bán hàng thì bà con nông dân người ta thu về lợi nhuận tốt hơn so với trước. Thủy điện Chu Pha 2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long làm chủ đầu tư là một trong năm dự án thủy điện đang thực hiện phát điện thương mại trên địa bàn huyện Tam Đường. Khởi công từ cuối năm 2019, sau gần 5 năm thi công, đến nay công trình đã phát điện thương mại trong thời gian cuối tháng 1 vừa qua. Từ khi thi công đến nay, công ty luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và người dân trong vùng dự án. Công ty đã đóng góp không nhỏ cho việc phát triển của địa phương. Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thăng Long ủng hộ xây dựng 3 km đường nông thôn bản Chu Pha 6, xã Sơn Bình, đóng góp xây dựng nhà văn hóa xã bản Chu Pha 2, giá trị 100 triệu đồng. Ủng hộ xây dựng các công trình trên địa bàn xã Sơn Bình 450 triệu đồng và đã đóng góp tương đối với nguồn thu cho huyện trong thời gian vừa qua. Từ khi xây dựng ngay thì dự án rất thuận lợi và được phát điện đúng tiến độ vào quý 1 năm 2023, mang lại cái sự an toàn an ninh cho hệ thống điện quốc gia và mang lại cái đóng góp vào cái sự phát triển của địa phương thông qua các cái khoản thuế phí cũng như là tạo công việc làm cho người dân địa phương. Những năm qua, huyện Tam Đường tăng cường công tác quản lý các hoạt động về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân phát triển nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sản xuất kinh doanh theo hướng hàng hóa. Mặc dù trên địa bàn chịu tác động của dịch COVID-19, nhưng với sự cố gắng của các cấp từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhiều chỉ tiêu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện đã đạt và vượt so với cùng kỳ. Năm 2022, huyện có giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 288 tỷ đồng, tăng 126,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp chế biến và sản xuất, phân phối điện nước. Về công nghiệp thì cũng đã đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thứ nhất là về phát triển về cái lĩnh vực công nghiệp năng lượng, phát triển thủy điện. Thì hiện tại thì trên địa bàn huyện đã có 5 công trình thủy điện đã phát điện thương mại, cũng góp phần không nhỏ vào cái ngân sách của huyện. Thứ hai là về công nghiệp khai thác vật liệu khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Thì trên địa bàn huyện thì cũng có 2 mỏ đá và cũng mới được phê duyệt đấu giá xong một cái mỏ đá ở xã Bản Bo. Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ trên, hiện nay huyện Tam Đường cũng phải đối mặt với một số khó khăn trong phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề. Như doanh nghiệp, hợp tác xã chưa phát huy được hết hiệu quả do thiếu vốn, thiếu thông tin về thị trường, công nghệ sản xuất lạc hậu, giá sản phẩm cao, khả năng cạnh tranh với thị trường kém. Thời gian tới, huyện tiếp tục định hướng khuyến khích đầu tư hỗ trợ cho người dân phát triển mạnh dạn ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương bứt phá vươn lên.